Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh. Tiếp đó, một nhà nông cần biết, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng cho gia súc một cách hiệu quả. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị và bà con, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại những vùng sản xuất Việt Gáp, ngành nông nghiệp và các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng tập huấn, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 12.560 ha rau, củ, quả an toàn, trong đó có hơn 4.500 ha được sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài những vùng sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trên địa bàn tỉnh còn phát triển hàng nghìn hecta nuôi trồng thủy sản và 5 vùng chăn nuôi lợn an toàn nông hộ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với sự tham gia của gần 2.000 hộ chăn nuôi thuộc 95 nhóm thực hành sản xuất chăn nuôi tốt, trong đó có 1.140 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp nông hộ. Hiện 100% sản lượng sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp được liên kết tiêu thụ qua các chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn. Lợi nhuận bình quân tại các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt khoảng 130 đến 150 triệu đồng một hecta mỗi năm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sầm Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển ngành thủy sản là một trong ba chương trình trọng tâm. Sự định hướng này sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 24.000 tấn, trong đó khai thác 23.900 tấn, nuôi trồng 100 tấn. Tổng số tàu cá có động cơ khai thác biển là 1.062 chiếc, 100% tàu khai thác xa bờ, tàu dịch vụ khai thác tham gia tổ đội đoàn kết, mô hình liên kết sản xuất giữa khai thác dịch vụ hậu cần và tiêu thụ sản phẩm. Khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đáp ứng trên 600 tàu neo đậu, công suất bến cá cảng cá đạt 18.000 tấn hàng thủy sản một năm, xây dựng phát triển ít nhất một mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung đạt chứng nhận Việt Gáp hoặc công nghệ cao. Việc xây dựng và ban hành chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2021-2025 sẽ là căn cứ cho việc kêu gọi và thu hút các nguồn lực, dự án đầu tư vào lĩnh vực thủy sản, từ đó thúc đẩy ngành nghề truyền thống này phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 29 tháng 5, phía Nhật Bản cấp phép thêm cho 2 cơ sở xử lý vải tại Hải Dương, tương đương 3 buồng xử lý. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 2 cơ sở xử lý vải vừa được cấp phép tại Hải Dương là của doanh nghiệp Amei và Rồng Đỏ. Cụ thể, 2 cơ sở này có 3 buồng xử lý với công suất mỗi buồng vào khoảng 2,5 đến 3 tấn mỗi mẻ. Với sự bổ sung này, tổng công suất xử lý vải trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản được nâng lên khoảng 35 đến 40 mẻ một ngày, cao gấp nhiều lần công suất xử lý của năm 2020. Ngoài tăng số lượng buồng xử lý, năm nay quy trình cũng được cải tiến nhằm giảm bớt thời gian và chi phí sơ chế. Về phía Cục Bảo vệ Thực vật, từ kinh nghiệm năm 2020, năm nay Cục đã bố trí nhân lực giám sát, thực hiện quá trình kiểm định thực vật và cấp giấy chứng nhận tại chỗ. Hiện nay, các hộ nông dân trồng khoai lang tím Nhật tại huyện Bình Tây, tỉnh Vĩnh Long đang khốn đốn vì nông sản này rất giá mạnh, chỉ còn chưa tới 1.000 đồng một kg. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay, khiến nhiều hộ nông dân trồng khoai đã lâm cảnh nợ nần sau vụ này. Hiện toàn huyện Bình Tây còn khoảng 4.100 ha khoai lang tím Nhật. Năng suất khoai lang năm nay khá tốt, từ 50 đến 70 tạ một công bằng 1.200 m2. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay, khiến nhiều hộ nông dân thua lỗ. Theo các thương lái, 95% sản lượng khoai lang tím Nhật là xuất sang Trung Quốc. Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều thương lái và chuyên gia Trung Quốc không sang được Việt Nam để thu mua. Chính vì vậy khiến giá khoai lang sụt giảm. Hiện khoai lang tím Nhật chỉ bán trong nội địa, nhưng lượng tiêu thụ rất ít do thị trường trong nước không ưa chuộng loại khoai này. Thưa bà con, quý vị và các bạn, để đáp ứng nguồn nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất sợi dệt An Phước đóng tại xã Cẩm Tú, từ năm 2018 đến nay, huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động bà con nông dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh. Nhờ đầu ra ổn định nên bước đầu cây gai xanh đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Năm 2018, được Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ngọc tạo điều kiện thuê thầu đất 5%, gia đình anh Nguyễn Đăng Tân, làng Kim, xã Cẩm Ngọc đã chuyển đổi trên 3 hectare đất trồng một vụ lúa kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh.
do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên cây gai xanh phát triển tốt. Chỉ riêng năm 2020, trên 3 hecta gai xanh, anh thu nhập trên 16 tấn sợi khô, với giá nhập cho nhà máy sản xuất sợi gai An Phước là 47 triệu đồng mỗi tấn. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi 330 triệu đồng mỗi năm. Để thực hiện kế hoạch trồng mới cây gai trong năm 2021 của xã, anh Tân đã đầu tư trồng thêm 2 hecta. Tính đến thời điểm hiện tại thì đầu ra cũng là rất ổn. Chúng tôi cũng đang muốn đề xuất với công ty thì sẽ bố trí như thế nào cho nó hợp lý. Một là khi đã thu hoạch được rồi thì bà con ngày nào nắng thì tranh thủ nhập thì công ty phải đứng ra thu mua cho chúng tôi. Năm 2021, theo kế hoạch, huyện Cẩm Thủy phát triển khoảng 300 hectare cây gai xanh, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất sợi An Phước. Để phát huy lợi thế có nhà máy đóng trên địa bàn, huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuyển đổi đất đang trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu và xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, đồng thời thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nhà máy. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân về trồng cây gai xanh AP1 và tạo điều kiện cho cán bộ nông dân trên địa bàn đi tham quan nhà máy và các mô hình trồng cây gai xanh hiệu quả trong và ngoài huyện, từ đó áp dụng vào sản xuất tại địa phương. Đến nay, huyện Cẩm Thủy đã trồng mới được trên 130 hectare cây gai xanh và trên 70 hectare cây gai lưu gốc. Theo các hộ, cây gai xanh dễ trồng, đầu tư một lần cho thu hoạch trong vòng 10 năm, mỗi năm cho thu hoạch 4 đến 5 lứa, năng suất đạt từ 20 đến 25 tấn trên 1 hectare. Sau khi trừ chi phí, cây gai xanh cho thu nhập bình quân từ 80 đến 100 triệu đồng 1 hectare mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với trồng các loại cây trồng truyền thống khác. Đất 5% là đất xã quản lý mà có thể là kiểm tra được, khảo sát trồng được cây gai. Thì địa phương cũng đã có cái xây dựng là lấy cái nguồn đất này thì giao cho các hộ dân để triển khai mở rộng cái cây gai xanh. Thì hiện nay thì đã có một số hộ là xã giao cho cái đất xã quản lý cũng như là đất 5% thì các hộ đã có cái đầu tư sản xuất và đã có cái hiệu quả. Đến bây giờ nhà máy đã hoàn thành và đi vào sản xuất thì bà con nông dân hết sức yên tâm trong cái đầu ra. Và khả năng trong năm 2021 thì chúng tôi sẽ vượt kế hoạch của tỉnh giao là 100 hectare. Theo kế hoạch, đến năm 2025, vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh của huyện Cẩm Thủy sẽ đạt khoảng 800 hectare. Để đạt mục tiêu trên, ngoài việc tập huấn cho nông dân nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc cây gai xanh trong vụ thu năm 2021, huyện Cẩm Thủy tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các hộ dân liên kết thành lập tổ hợp tác xã để sản xuất cây gai xanh, đồng thời ưu tiên phát triển những diện tích có đủ điều kiện đầu tư thâm canh, người dân có trình độ sản xuất, có khả năng đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến cho bà con cách phòng chống dịch lở mồm long móng cho gia súc một cách hiệu quả. Phòng dịch: tiêm phòng vaccine lở mồm long móng lần 1 cho gia súc từ 2 tuần tuổi trở lên, sau 28 ngày tiêm nhắc lại lần 2, sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn chuồng trại luôn khô ráo sạch sẽ, định kỳ phun sát trùng. Mua giống ở những vùng an toàn dịch, con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng. Trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Thực hiện phương pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chống dịch: khi thấy gia súc có hiện tượng ốm, sốt, bỏ ăn, chảy nước dãi, có bọt, có mụn nước ở vùng miệng, báo ngay cho thú y để được hướng dẫn biện pháp xử lý thích hợp. Không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Cách ly riêng những con có dấu hiệu bị bệnh. Tiêu hủy những con chết, những con ốm nặng không có khả năng chữa trị. Tiêm phòng vaccine bao vây ổ dịch, tiêm từ ngoài vào trong. Người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh học, không làm lây lan dịch. Bản tin Vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.